Hi, xin chào anh em. Ở một vài năm trước, các sản phẩm card đồ họa của Nvidia thường xuất hiện các khoảng trống hiệu năng giữa các dòng. Cụ thể, đó chính là 1070 và 1080 sẽ có hiệu năng và giá chênh lệch tương đối nhiều. Và Nvidia đã có một động thái là ra mắt 1070 Ti để lấp đầy được khoảng trống đó. Thì trong năm nay, Nvidia đã có nhiều động thái để lấp đầy hơn khi ra các thế hệ đồ card đồ họa Super như 2060 Super, 2070 Super, 2080 Super. Và ở đây, mình đang có 1660 Super để lấp đầy khoảng trống giữa 1660 và 1660 Ti. Thì mình sẽ mở hộp và nói sơ qua một chút về mẫu card đồ họa này. Thật sự ra để mà nói thì phiên bản 1660 Super mình đang có ở đây không có gì gọi là khác biệt quá nhiều khi so với 1660 Ti cả. Vẫn có hai quạt công nghệ WinForg backplate bằng nhựa, một cổng cấp nguồn 8 pin, ba cổng DisplayPort, một cổng HDMI và 6GB VRAM GDDR6. Khác biệt lớn nhất đó chính là phần hiệu năng. Thật ra thì cũng không phải lớn nhất đâu. Khi mà theo Nvidia công bố, hiệu năng thực tế chênh nhau sẽ vào khoảng độ từ 3 đến 4%, nhiều nhất là 4% thôi. Đây là xét trên những cái bản gọi là tiêu chuẩn giống hệt nhau ấy thì sẽ như vậy, còn các phiên bản cao cấp thì đương nhiên rồi, nó sẽ chênh lệch nhau nhiều hơn một chút thôi, không đến nỗi mà anh em phải quá bận tâm. Và tiếp theo đó là phần mức giá, khi mà mức giá của 1660 Super sẽ rẻ hơn 1660 Ti khoảng 300.000. Đấy là mình xét phiên bản WinForg hai quạt đây thôi nhá, còn các phiên bản khác thì mức giá nó sẽ khác nhau. Ok, vì đây là một video mở hộp ngắn nên mình sẽ có một video khác so sánh cụ thể giữa GTX 1660, 1660 Super và 1660 Ti. Đây, mình đang có 3 phiên bản đây. Đó, và mình sẽ chỉ sâu cho anh em một chút về vấn đề nhiệt độ của chiếc card đồ họa 1660 Super này. Đó, hẹn gặp lại anh em ở các video sau.